Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trồng cây hồi giấy, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về một số thông tin liên quan đến cây hồi giấy các bạn nhé. Đó, thì lúc này là vào khoảng 4 giờ chiều các bạn nhé. Đấy, thì mình cũng ra vườn chăm sóc thêm một số cái cây hồi giấy nữa các bạn này. Đó, thì cũng tranh thủ làm clip quay lên để chia sẻ các bạn nhé. Thì hy vọng là cung cấp cho các bạn được một số cái thông tin để các bạn tham khảo nhé. Đây các bạn này, chỗ này thì mình đang trồng một cái cây hoa giấy Nhật nhá. Đó thì cách đây khoảng tầm mấy ngày thì mình đã làm clip quay lên cái cây này rồi. Đó, thì bạn nào đã xem cái kênh của mình thì có thể là các bạn đã xem một số cái video đó về cái cây về cái một số cái cây hoa giấy các bạn nhá. Đó. Thì hiện nay là vẫn đang trong thời điểm mùa mưa ở Tây Nguyên các bạn nhá. Mùa mưa Tây Nguyên thì cũng đã bắt đầu cách đây khoảng gần một tháng rồi. Đó, và hoa giấy thì vào thời điểm mùa mưa thì nó sẽ bắt đầu phát triển cành và lá các bạn nhé, và nó sẽ hạn chế ra hoa bởi vì là nhiệt độ thấp hơn và hơi nước độ ẩm cao thì nó phát triển cành lá nhiều hơn các bạn nhé. Đó, còn bên này thì có cái cây hoa giấy Nhật các bạn này. Đấy, hoa giấy Nhật này. Rồi, thì ở đây mình sẽ quay cái gốc cho các bạn xem nhé. Đó. Cái cây này thì mình dâm cách đây khoảng 2 năm các bạn này. Cây này là hoa giấy Việt Nam nhưng mà dâm bằng cành lớn luôn nhé, dâm bằng trên đất này và đóng bầu. Đó thì mình vẫn đang để nguyên cái bầu này luôn và chưa gỡ ra đấy, và hôm nay thì nó đã lớn lên, nó cao lên khoảng tầm 4 mét. Đó thì cách đây khoảng 2 tuần là mình đã cắt bớt cái ngọn ấy rồi các bạn ạ. Đấy, ngọn bên kia cắt hết rồi nhá, cắt hết bởi vì là nó quá rộng và nó quá dài các bạn, cắt bớt đi đấy. Rồi thì do là cái cây này nó lớn các bạn này, cho nên các bạn sẽ thấy được cái bộ rễ của cây hoa giấy như thế nào đấy. Thì trong clip này là quay cho các bạn xem cái bộ rễ của cây hoa giấy thôi, để các bạn thấy rằng là cái rễ của nó ăn như thế nào nhá. Ở đây này, cái gốc của nó đây nhá. Đấy. Và cái rễ thì nó đâm xuyên xuống cái đáy này luôn các bạn này. Đấy, đâm xuyên xuống đáy. Đây có một cái rễ này. Đấy, bên này có một cái rễ này. Đó, và nó cái rễ này thì dưới là cái nền bê tông các bạn nhá. Cái nền bê tông thì nó đâm xuyên được dưới xuống như này luôn. Đó, mặc dù là cái nền này thì làm cũng lâu rồi, khoảng 20 năm thì nó cũng hơi mục, nhưng mà nó đâm xuyên được đây các bạn này. Đấy. Bên này thì nó đâm xuống tận đáy tường các bạn này, gốc tường nhá. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là cái cây hoa giấy là cái bộ rễ của nó phát triển rất là mạnh nhá. Khi mà cây đã lớn này, đó lá nhiều, cành nhiều là nó sẽ phát triển rất là mạnh. Cho nên là khi các bạn trồng cây hoa giấy thì các bạn lưu ý một số cái trường hợp. Cái thứ nhất là các bạn phải trồng hoa giấy ở khu vực mà đất rộng rãi một chút nhá. Trường hợp các bạn trồng dưới đất ấy, trồng dưới đất ấy, thì các bạn nên trồng đất ở nơi rộng rãi một chút, đừng có trồng ở các cái khu vực ví dụ như là góc tường hoặc là góc nhà. Đấy thì cây nó rất là khó phát triển. Đấy. Đối với cây này thì của mình thì mặc dù nó lớn rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện nay là mình sẽ sắp tới là mình sẽ đem ra trước nhà các bạn nhé. Đấy, mình trồng xuống đất luôn. Đó, để cho nó phát triển. Rồi thì cho nên là cái khoảng không gian để các bạn đặt cây hoa giấy là nó phải rộng một chút. Đấy, ví dụ như là các bạn trồng thì các bạn tính đường tròn ra thì bán kính của nó ít nhất là phải các bạn phải để khoảng tầm hơn 50 cm trở lên, tức là đường kính ít nhất là phải khoảng 1 mét đấy, cái khu vực đó. Còn trường hợp các bạn trồng chậu cũng vậy, các bạn chọn cái chậu lớn lớn một chút nhé, bởi vì cái rễ của cây hoa giấy là phát triển rất là mạnh luôn, rất mạnh, thì mới tạo không gian lớn cho cây hoa giấy và giúp cho cây nó hấp thụ được chất dinh dưỡng để nó nuôi cây các bạn nhé, nó lớn nhanh hơn nhé. Đây các bạn này, phía bên của mình đây có cái chậu này nữa, chậu cây này và chậu bên kia nữa. Đó, mình vẫn đang để trong chậu nhá. Những cái cây này thì là cây giống dâm từ cành hết thôi. Đó là sắp tới là mình sẽ chuyển ra đất mình trồng. Đó, cho nên là khi mà các bạn trồng hoa giấy thì các bạn để ý là các bạn không nên trồng ở các cái khu vực mà đất hẹp nhé, đất hẹp này hoặc là đá nhiều các bạn nhé, đất hẹp, đá nhiều, đất xấu thì các bạn không nên trồng, bởi vì cây hoa giấy rất là nó khó phát triển. Đó, thứ hai là các bạn không trồng ở nơi trũng, nơi trũng nơi sâu, bởi vì ở nơi trũng nơi sâu thì vào những thời điểm mùa mưa nước nhiều ấy, mà nó ngập nước là cây hoa giấy nó sẽ bị thối rễ và nó chết các bạn ạ. Đó, trong vòng khoảng 2 tháng thôi là các bạn sẽ thấy cái trường hợp là cây hoa giấy nó nó bị vàng lá nhá. Đó, và nó rủ xuống đấy và nó sẽ chết. Nguyên nhân chết của cây hoa giấy là nó bị thối rễ các bạn nhé. Đấy, thối rễ và cây nó không có chất dinh dưỡng là nó chết thôi. Đó, cho nên là các bạn vấn đề thứ hai là các bạn phải trồng ở nơi đất phải cao ráo các bạn nhé, cao ráo. Đó, thoát nước tốt. Đấy, thoát nước tốt. Còn trường hợp các bạn trồng trong chậu thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm, bởi vì trong chậu thì thường thường là ít khi bị ngập nước các bạn nhé. Bởi vì hiện nay là các cái chậu mà để trồng cây hoa giấy thì người ta hay thiết kế các cái lỗ thoát nước ở phía dưới đáy rồi. Đó. Thì khi các bạn tưới nước vừa đủ thì không sao, hoặc là vào mùa mưa thì nước vẫn có thể thoát xuống đáy được. Đó, nhưng mà trường hợp các bạn trồng lên đất thì nó lại khác. Đó, trên đất thì ở nơi đất cao bằng phẳng mà thoát nước tốt thì cây hoa giấy nó phát triển rất là nhanh, không vấn đề gì. Đó, nhưng mà hơi trũng sâu một chút là nó ngập nước là nó chết các bạn nhé. Đó, thì trong clip hôm nay mà các bạn nào mà đang xem cái cây hoa giấy mà đang trồng ở nơi trũng nơi sâu thì các bạn nên chuyển vào cái vị trí khác nhé.
để cây hoa giấy nó phát triển nhanh hơn đó, tốt và ra hoa đẹp hơn đó. Thứ hai là các bạn phải trồng khu vực nó đất nó rộng rãi, nó thoáng đãng một chút nhé, đất trồng rộng một chút để cho nó phát triển bộ rễ. À, phát triển bộ rễ rồi thì cây sẽ rất là nhanh, lớn nhanh và ra hoa rất là nhiều các bạn nhé. Đó. Vấn đề thứ ba là các bạn phải trồng ở nơi cái vị trí mà ánh nắng nhiều các bạn nhé. Đấy. Thì trong một số clip trước thì đã chia sẻ các bạn về cách chăm sóc cái cây hoa giấy khi còn nhỏ, tức là lúc mới trồng thì như thế nào. Đó. Thì những cái cây hoa giấy mà lúc còn nhỏ mới trồng ấy là cái lá nó vẫn còn non như thế này các bạn này. Đấy, còn non mà lá vàng vàng như thế này. Đó. Thì các bạn chưa cần đem ra nắng nhá. Đó, thì lúc đấy các bạn nên để ở nơi bóng râm hoặc là nơi bóng mát. Đó, trong vòng khoảng tầm 2 tháng đổ lên. Đấy, bắt buộc là như thế các bạn nhá. Bởi vì là khi mà cái cây hoa giấy nó đang còn non còn yếu mà các bạn đem ra nắng nhiều là cái cây hoa giấy nó chịu không nổi luôn. Đấy, nó là cái sức sống nó giảm bớt đi và cái quá trình sinh trưởng phát triển của nó sẽ chậm lại các bạn ạ. Đấy, thì cây hoa giấy nó sẽ nhanh chậm lớn nhá. Đó. Và trường hợp thì cây hoa giấy mà đã có cái lá xanh thế này các bạn này. Đấy, lá xanh và dài thế này, giống như cái cây hoa giấy Nhật ở bên này của mình như này. Đó, như bên này nhá. Đây, quay tường tận cho các bạn xem. Đây nhá, đấy, lá xanh và xanh đen như thế này là các bạn đem ra nắng vô tư luôn, các bạn đem hoàn toàn ra nắng luôn nhá. Đấy, đem ra nắng hoàn toàn luôn thì cây nó sẽ quang hợp tốt hơn. Đấy, và cây quang hợp tốt hơn thì nó sẽ phát triển khỏe hơn, nhanh hơn. Đó, cành lá nó phát triển nhiều hơn các bạn nhé, thì cây hoa giấy nó sẽ lớn rất là nhanh. Đó, thì trường hợp mà lá mà còn xanh non thì các bạn để trong trong mát này nhá, để nơi bóng râm đã, nhưng mà ở nơi phải thông thoáng gió. Còn cây hoa giấy mà đã có lá xanh lá dày như thế này, này thì các bạn đem ra nắng nhá, đem ra nắng để chúng ta trồng. Đấy. À, thì cũng giống như các clip trước đã chia sẻ các bạn thì đối với cây hoa giấy thì nó chỉ phù hợp với cái khí hậu nóng các bạn nhé, ánh nắng nhiều và nóng đấy thì nó phát triển nhanh và mạnh. Đó, cho nên là các bạn lưu ý một vấn đề là cái cây hoa giấy mà muốn ra hoa nhiều ấy và hoa đẹp là các bạn phải để ở nơi ánh nắng nhiều, thông thoáng gió. Đó thì cây hoa giấy mới ra hoa. Còn mà các bạn để nơi bóng râm ấy trong một thời gian dài, chẳng hạn như cây hoa giấy đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi mà các bạn vẫn để ở nơi bóng râm thiếu ánh nắng là nó không ra hoa đâu nhá. Bởi vì có một số bạn vừa rồi có chia sẻ kênh của mình là cây hoa giấy của mình trồng một thời gian dài nhưng mà không thấy ra hoa. Đó là nguyên nhân là có thể một phần là do cây hoa giấy nó thiếu ánh nắng này. Đấy, bị rợp. Đó, và khu vực đấy là không thông thoáng gió thì cây hoa giấy nó sẽ rất là ít ra hoa, và nếu ra hoa thì hoa cũng không nhiều các bạn nhé. Đấy, hoa không nhiều và cái màu sắc của nó cũng không tươi và không đẹp lắm. Thì trước đây mình cũng đã làm một cái clip chia sẻ về so sánh hai cái cây hoa giấy là trồng cùng một lúc luôn. Đó, trồng một lúc, và nhưng mà một cây thì để ngoài nắng nhiều, đó, một cây thì để ở nơi bóng râm. Đấy, thì kết quả là cái cây mà để ở nơi ánh nắng nhiều là ra hoa rất là nhiều. Đấy, còn cây mà để nơi bóng râm thì hầu như là không ra hoa các bạn. Đấy, mình đã làm đặt hai cái chậu cây ở trong gia đình mình và mình đã phát hiện ra cái vấn đề đó nha. Đấy. Đấy các bạn này, đối với cây này thì râm cũng 2 năm, cái này hoa giấy Nhật chứ không phải là hoa giấy Việt Nam các bạn nhé. Đó, cái thân của nó rất là lớn luôn, cái này là bằng cổ tay rồi. Đó, và cái rễ của nó đấy các bạn này, rễ cũng rất là lớn này. Đấy. Nó cũng đâm xuyên xuống các cái mảnh vỡ của cái nền gạch luôn đấy. Các bạn thấy là cái cây hoa giấy là cái bộ rễ phát triển rất là mạnh và rất là khỏe nhá. Đó. Cho nên các bạn chú ý là trồng đất ở khu vực rộng rộng một chút nhá, không chặt hẹp nhá. Đó, thì cây hoa giấy nó sẽ lớn nhanh. Rồi, thì trong clip trước thì mình cũng đã chia sẻ về cái tác dụng phong thủy rất là hay của cây hoa giấy nhá. Đó, thì các bạn nên trồng cây hoa giấy ở trước nhà thì nó hay hơn. Đó, và các bạn chú ý là chúng ta chỉ trồng ở những cái mé bên trái hoặc là mé bên phải thôi nhá. Chúng ta không có trồng ở cái khu vực mà chính giữa nhà, bởi vì cái cây hoa giấy khi các bạn trồng nó phát triển tốt và lá nhiều là nó có thể che bớt ánh sáng vào nhà các bạn nhá, tức là nó chặn cái dương khí vào nhà thì nó không có tốt. Đó, cho nên các bạn nên trồng ở các cái góc ở phía ở bên trái nhà hoặc là bên phải nhà thì nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Đó, thì những cái bạn mà thuộc mệnh hỏa hoặc là mệnh mộc ấy, thì các bạn có thể trồng hoa giấy màu đỏ này, màu vàng cũng tốt các bạn nhé. Đó, còn những bạn thuộc mệnh kim, đấy, mệnh thủy ấy, thì hoặc là mệnh thổ đó, thì các bạn có thể trồng hoa giấy màu trắng nhé, đấy, màu trắng. Hoặc là các bạn có thể trồng những cây hoa giấy ngũ sắc cũng rất là đẹp, thì nó phù hợp với rất là nhiều người.
Hoa giấy ngũ sắc thì khi các bạn trồng thì nó có thể phù hợp với thành viên này hay là thành viên khác ở trong gia đình đúng không? Bởi vì trong gia đình thì có nhiều thành viên đấy, cho nên là mình thấy là các bạn trồng cái cây hoa giấy thì làm cảnh cái cây hoa giấy ngũ sắc cũng rất là đẹp, làm cảnh đẹp thì ngoài ra còn có tác dụng phong thủy cũng rất là hay. Đó, thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về một số thông tin về chọn vị trí trồng cây hoa giấy nhé. Đó thì thông qua cái kinh nghiệm một thời gian dài mình đã trồng cây hoa giấy thì cũng chia sẻ là các bạn, thì hy vọng là các bạn có thêm thông tin để các bạn tham khảo. Đó, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cây hoa giấy thành công nhé. Đó, sau video nào bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Đó, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.